mình là mình chia sẻ cái kinh nghiệm như này. Nếu như bạn nào có nuôi chó thì bạn nuôi một con chó cực kỳ quý thì nên cái việc tiêm chủng là cái việc đầu tiên quan trọng nhất trong các cái con chó. Làm sao là miễn sao mình tiêm được 4 mũi là ok. Cứ 3 tháng sổ vô một lần. Rồi khi nào đó cứ 3 tháng 4 tháng gì đó mình tiêm ve một lần hoặc là cho uống thuốc ve. Mà hiện tại bây giờ cho uống thuốc là nhất, tại vì cái thuốc của cái hãng Nero nó không có hại cho ve. Mà con chó nó sẽ không bao giờ bị mắc ký sinh trùng truyền máu nữa. Cái quan trọng cực kỳ đó là quan trọng, nên làm sao tiêm phòng đủ 4 mũi, phòng ngừa bệnh Carbacolectoanadovirus và ho cúm, sau đó tiêm phòng dại, rồi tiêm lại cái ve cho ve sổ dùng định kỳ là nuôi thoải mái luôn, không bao giờ bị gì hết đó. Cái điều đó là cái việc mà người nuôi chó nên làm cái điều đó thì là ok. Ve thì hiện tại bây giờ uống cái nước ga là hiệu quả nhất, không hại cho gan, nếu mà Rapto thì càng tốt nữa. Mua hiệu thuốc thi có, hiện tại bây giờ người ta vẫn bán trên thị trường. Nói chung là có chỗ có, chỗ không có, chứ không phải là hoàn toàn có hết. Ai biết thì người ta lấy về họ bán, không có. Nét ga. Dạ, nên đúng. Không, đó là tiếng Anh. N-E-A G-A-R. Thì con không có nè, em về sẽ nhà lên 50 đồng nay em đưa cho. Con cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Hồ Thị Hương. Tiếp theo là tôi xin trực tiếp chia sẻ và có những cái mà các anh chị ở đây chắc là đang mong muốn nè, về sinh sản. Tôi xin chia sẻ với các anh chị về nhân giống sinh sản, là tôi là một trong những người mà chạy cho cảnh và nuôi cho giống sinh sản. Nên tất cả các anh chị có thể search số điện thoại của tôi, Facebook của tôi. Và nhân hôm nay là các anh chị nào không nghe mất quyền lợi ráng chịu nha. Tôi xin khuyến mãi cho các anh chị nè, là các anh chị thành viên chính thức của câu lạc bộ chó cảnh Nha Trang Khánh Hòa, khi muốn nhân giống lai tạo gọi điện thoại cho tôi sẽ tự tư vấn cho anh chị 24/24. Và các thành viên chính thức của câu lạc bộ chó cảnh Nha Trang Khánh Hòa, nếu như mà nhân giống đỡ phối thụ tinh nhân tạo, không vì mục đích kinh doanh, không vì mục đích khác, tôi sẽ đỡ phối free, hoàn toàn miễn phí cho những thành viên chính thức của câu lạc bộ chó cảnh Nha Trang Khánh Hòa. Tôi sẽ không lấy tiền đó. Đối với những người là thành viên chính thức của câu lạc bộ chó cảnh Nha Trang Khánh Hòa tham gia offline thường xuyên, nếu như mà muốn nhân giống đỡ phối thụ tinh nhân tạo, tất cả những gì liên quan đến sinh sản, tôi sẽ free cho tất cả các thành viên chính của câu lạc bộ. Các anh chị lưu ý là thành viên chính nha. Nếu như mà các anh chị thành viên chính mà có hai con cuốn với nhau, làm sao cho nó để không được liên hệ tôi, sẽ hoàn toàn miễn phí 100% cho các anh chị. Nhưng mà đó là các anh chị là để nuôi với mục đích không kinh doanh. Sau khi tôi nói là sẽ free cái chuyện mà thụ tinh nhân tạo miễn phí, là có người đầu tiên là anh Dũng đến đăng ký là thành viên chính thức của câu lạc bộ ngay. Tại vì thành viên chính thức của câu lạc bộ là nó rất là đơn giản, mà sau này cái đoạn sau nó mới quan trọng. Nếu như là thành viên chính thức nuôi không vì mục đích sinh sản, không vì mục đích kinh doanh, tôi sẽ đỡ phối thụ tinh nhân tạo free 100%. Và thủ tục mà để trở thành một thành viên chính thức của câu lạc bộ chó cảnh Nha Trang Khánh Hòa rất đơn giản, là chúng ta chỉ cần đóng một khoản lệ phí nhỏ cho hàng tháng chúng ta offline, và chúng ta đăng ký tên, tuổi, số thoại đầy đủ. Và nếu các bạn chú ý, sau 2 tháng các bạn không tham gia thì các bạn sẽ bị xóa tên. Và nếu như mà tham gia thì từ tất cả các buổi chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ chuyển từ công viên Nguyễn Công Trung về tại địa điểm này, Happy Week cà phê 4 mùa. Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ offline thường niên ở tại địa điểm này. Và trong các cái buổi offline sau, các anh chị có gì thắc mắc thì sẽ gửi về cho bên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ có trách nhiệm
giải thích cho các anh chị nếu như cái nào mà vượt quá khả năng sẽ ghi nhận lại và trả lời cho các anh chị sau. Và trong các cái hoạt động sau của câu lạc bộ thì các anh chị lưu ý là chúng ta sau khi hôm nay thì chúng ta sẽ đăng ký thành viên chính thức, tại vì bắt đầu từ buổi chủ nhật tuần sau, nếu như các anh chị không là thành viên chính thức của câu lạc bộ Cho Cảnh Nha Trang Khánh Hòa, các anh chị không được offline tại vị trí này. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản đăng ký thành viên và chúng ta tuân thủ theo các cái nội quy của câu lạc bộ thì các cái buổi chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đến. Và các cái buổi sau khi offline, các anh chị là thành viên chính thức, các anh chị sẽ có một cái thẻ. Khi đi vào cổng của Happy Beat offline tại vị trí này, chúng ta sẽ có thẻ thì chúng ta sẽ vào được offline. Còn các anh chị mà không có thẻ dắt theo cuốn thì bị ban tổ chức cũng như là bảo vệ của Happy Beat 4 mùa sẽ mời các anh chị ra. Chị này chị hỏi rất là vui, hai vợ chồng có một con chó thì là một thẻ, mà hai vợ chồng nuôi hai con chó riêng thì hai thẻ. Hai vợ chồng hai con chó thì đóng một con nữa không được, một con nữa nữa. Cái này là cái quyền lợi và nghĩa vụ. Nếu như mà các anh chị bây giờ đăng ký một thành viên thì phải đóng tiền, phải làm nội quy một người. Nhưng mà sau này các cái hoạt động sau khuyến mãi, ví dụ như là Tết vừa rồi tặng mỗi người lì xì 500.000 thì hai vợ chồng anh chị đâu có chỉ được một người thôi. Như Tết năm vừa rồi sẽ được lì xì 500.000 trên một người. Bây giờ các anh chị mà hai người đăng ký người sau này có chương trình gì đó thì các anh chị nhận một người hết. Anh chị lưu ý nha, sau cái buổi offline hôm nay, chúng ta mà ai mà muốn làm thành viên chính thức câu lạc bộ, các anh chị phải liên hệ với lại ban quản lý câu lạc bộ để chúng ta lấy thẻ. Tại vì chủ nhật tuần đến mà ai không có thẻ, chúng ta sẽ không được dự offline tại buổi này. Còn và offline câu lạc bộ Chó Cảnh không phân biệt chó gì, không phân biệt chó Tây, chó Ta, đắt tiền, rẻ tiền, cuốn nào cũng được, nhưng mà phải là thành viên chính thức. Còn nếu như mà cái buổi sau không có thẻ, không phải là thành viên chính thức thì chúng ta sẽ không được gửi xe và chúng ta không được vô khu người chơi.
xước ra khóc này đẻ rồi nè, bú rồi, đẻ chắc phải lứa rồi. À, vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta là gặp lại thật là đông đủ tại Happy Week. Vâng, tôi cũng xin tự giới thiệu là tôi là Lê Hiển, cũng là đang giữ vai trò là quản lý các hoạt động ở đây. Vâng, thưa quý vị, thay vì là anh Tứ ở Trung Hội thì hôm nay quý vị các bạn ở đây thì nên đăng ký làm thành viên. Bởi vì sao? Sau khi quý vị đăng ký làm thành viên thì khi mà tới đây offline thì chúng ta sẽ được miễn phí giữ xe, và hàng tuần là chúng ta sẽ up live như này là từ 4 giờ đến 6 giờ, phải không anh? Dạ, ngày Chủ nhật hàng tuần. Và khi mà các quý vị đeo thẻ này thì sẽ được miễn phí giữ xe và xuống đây được xuống đây offline. Dạ. Nếu như quý vị không có những cái thẻ này thì bảo vệ sẽ không cho giữ xe miễn phí ở đây nha. Dạ. Chúng ta là tránh việc trà trộn rồi này kia để giữ an ninh cho khu bãi biển Happy Beach. Dạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngồi xuống coi, vào đây. Vào đây con. Ơi. 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 Trời con quá à. Trái cây còn nhưng mà nhiều là các anh chị quay lại ăn trái cây, cà phê, nước ngọt cũng xuống cùng với lại câu lạc bộ. Thả con xuống đây chơi, chẳng được chơi. Này là giống gì anh? Đồ của anh. Đồ của anh. Đồ của anh. Này nó đúng gốc nó là đồ của anh Future, con này của Đức. Và xin nhắc lại lên câu lạc bộ một tí. Cái này là nội quy câu lạc bộ lâu nay, mà tôi xin phép nhắc lại một tí là đối với